nhà vẽ văn phong ngày xưa. Còn đây là trường Euro, trường Rạng Đông. Tiên đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Bên kia đường đang xây dựng đó là nhà của bố mẹ Tiên ngày xưa. Họ đang xây dựng những cái lầu rất là cao. Ở đây là in từng dấu chân của Tiên nha các bạn. Tiên đã ở đây từ lúc Tiên mấy tuổi ta? 4-5 tuổi á. Đó, đây nè, nhà này nhà của bố mẹ Tiên ngày xưa ở đây. Đây, căn nhà kỷ niệm lúc 4-5 tuổi là đã sống ở đây rồi, cho đến khi mà lập gia đình ra riêng. Trường học Rạng Đông. Đường phố Tết nè các bạn ơi, vắng hoe à, không có xe cộ gì hết trơn á, hàng quán thì đóng cửa nè. Này là đường Cao Thắng. Đường Cao Thắng là nhộn nhịp dữ lắm luôn á, mà các bạn coi nè, xe cộ nè, thích ha. Cho nên Tiên đi bộ trên đường Tiên thích lắm, tại vì không có nhiều xe. Bánh mì Hòa Mã là nằm góc đường hẻm bên kia kìa các bạn. Hồi xưa bánh mì Hòa Mã nổi tiếng lắm nha, và vẫn còn cho đến bây giờ. Mà hôm nay Tết, bây giờ Tiên sẽ rẽ theo cái đường đó để Tiên đi vô chợ Bàn Cờ nha. Hòa Mã đóng cửa rồi. Bánh mì Hòa Mã nghỉ Tết, đến Chủ Nhật mới bán lại. Có ai đi xích lô không? Đây là con hẻm đi vô chợ Bàn Cờ. Bây giờ Tiên đi vô chợ Bàn Cờ đây. Hàng quán đóng cửa trơn. Các bạn ơi, chợ Bàn Cờ trống không, đóng cửa hết trơn luôn, không có một cái gì hết á. Đóng cửa hết luôn nha, để Tiên quay cho mọi người coi nè. Chỗ Tiên mua sầu riêng á. Coi nè. Trời ơi, đóng cửa sạch sẽ luôn, không có một người nào buôn bán hết. Nghỉ Tết kỹ, hôm nay là mùng 3 Tết. Chợ Bàn Cờ. Việt Nam cũng nghỉ Tết thì cũng kỹ ghê, nghỉ Tết cũng nhiều ghê, không buôn bán gì hết. Thì theo tôi nghĩ như vậy có nghĩa là cuộc sống đã khá hơn trước, cho nên là ngày Tết họ không cần buôn bán. Trời ơi, thèm ăn sầu riêng mà không có để ăn rồi. Nghỉ sạch sẽ rồi. Để đi qua bên kia thử coi. Tiên đang đi ở trong chợ Bàn Cờ. Ồ, thấy xa xa có một hàng rau. Đóng cửa hết trơn, hết trọi luôn. Chợ Bàn Cờ vắng hoe, không một bóng người. Mọi người ăn Tết hết rồi. Rồi, quẹo đây. Tiệm bắp bánh cuốn ở đây, đóng cửa luôn. Bình thường chỗ này không có đường cho mình đi đâu nha. Tết tới mới vắng vẻ như vậy á, mai buôn bán gì hết luôn. Chợ Bàn Cờ. Vui không? Đó, Tết nè. Đó, ăn uống vui chưa? Mọi người ăn uống Tết. Trời, dễ thương không các bạn? Quá trời vui. Vui quá ha. Mấy người đó tưởng người Trung Quốc các bạn ơi. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau, họ nói người Trung Quốc.
họ không biết tiên là người Việt Nam mà tưởng tiên người Trung Quốc, mắc cười quá. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật nha. Đây đường Nguyễn Thiện Thuật, quẹo qua đây. Bây giờ chắc là tiên sẽ đi kiếm bánh chưng để qua anh kia hỏi coi có bánh chưng không nha. Thèm ăn bánh chưng quá mọi người ơi, hôm nay tiên quên không mua bánh chưng. Trên đường đi thấy bột chiên cho nên đã ghé vào mua bột chiên ăn nha mọi người. Ở đây là đường Nguyễn Thiện Thuật nè. Đó. Con hẻm. Đầu đằng kia là quán nước sâm á, nước sâm nổi tiếng, ai sống ở đây là sẽ biết, ngay góc đường Nguyễn Thiện Thuật với Nguyễn Đình Chiểu. Đây là đường vườn chuối nè mọi người. Cái chỗ đổ rác vẫn y chang như ngày xưa cách đây mấy chục năm mà tiên ở gần đây á. Cái chỗ này là cái chỗ để tập trung mấy cái xe đổ rác nè, thì đến bây giờ vẫn là như vậy, không thay đổi ha. Đường vườn chuối này bình thường là rất là đông luôn á, kẹt xe dữ lắm. Mà hôm nay Tết á, nhà nhà đóng cửa, đường cũng không có xe luôn. Đây là hướng ngược lại nè, đường số 2 cư xá Đô Thành. Ở đằng kia có bán bún bò viên ngon lắm các bạn, mà hôm nay cũng đóng cửa, tiên không có thấy bán. Để tiên đi đến cái đầu đường Điện Biên Phủ thử coi ha, coi có bán hủ tiếu bò viên không nha. Hủ tiếu bò viên ở chỗ đó là ngon lắm đó, nổi tiếng á. Đâu. Đường này vắng vẻ, đi bộ sướng ghê luôn. Không có nhiều xe đâu, ít xe không các bạn nhìn nè. Thấy giống như là mình đi về thị xã vậy đó. Không có phải là thành phố lớn, mình đi mình có cảm giác như mình đang đi ở đường ở dưới quê ở đâu đâu. Cái chùa này vẫn nằm ở đây. Rồi, đóng cửa rồi mọi người ơi, không có bán đâu, hủ tiếu bò viên. Nằm ngay góc đường này nè, để tiên tới coi họ nghỉ tới ngày mấy nha. Họ có dán giấy đằng trước á, để coi coi họ nghỉ tới ngày mấy. Đi về Tết á, đi kiếm đồ ăn mà đồ ăn đường phố khó khăn lắm. Trời ơi, nghỉ Tết nhưng mà kỹ dữ, nghỉ tới mùng 10 luôn. Trời ơi, thôi hết hy vọng ăn hủ tiếu bò viên ở đây rồi. Thôi mệt rồi, đi về thôi. Đi vòng vòng kiếm sầu riêng. Không có. Hủ tiếu bò viên. Không có. Bánh chưng. Không có. Hên quá, kiếm được cái bột chiên. Thôi mua bột chiên ăn đỡ. Đây là hẻm chùa Huệ Quang. Hẻm chùa Huệ Quang thông ra đường Nguyễn Đình Chiểu. Hẻm chùa Huệ Quang này là sẽ đi vào trong cư xá Đô Thành đó các bạn.
đi ra lại đường Nguyễn Đình Chiểu rồi nha. Thèm ăn bánh bao cho nên Tiên ghé vô Hồng Phát mua bánh bao. Đường Võ Văn Tần vắng hoe ha các bạn ha, nhìn là thấy liền Tết á, Tết Việt Nam á. Đường phố vắng như vậy đó, mát lắm nha, đang gió hiu hiu mát lắm mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Tiên nha. Mong là các bạn ủng hộ kênh của Tiên bằng cách nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.